Cái thành phẩm mà bà Sáu vừa làm xong món thịt bò nướng lá nho, thì thông thường thì chúng ta có cái món thịt bò nướng lá lốp, nhưng vì ở nhà có hai dàn nho lá nhiều lắm, cho nên chúng tôi dùng cái lá nho thay cho lá lốp. Sau đây bà Sáu sẽ trình bày cái quy trình làm cái món này như thế nào từ đầu tới cuối. Mời các bạn gặp bà Sáu ha. Thì bây giờ mình hái lên nha. Ở Việt Nam á, thì thường thường á, lá lốt cuốn thịt bò, nhưng mà ở bên đây á, thì mình cuốn cái lá nho mình thấy ngon á. Hôm nay mình sẽ làm cái món thịt bò cuốn lá nho. Do ở nhà thì lá cũng non, lá nhiều lắm, mình cứ thịt bò lá nho để cho ngon lắm các bạn, mình thường ăn à. Còn hôm nay mình ra mình hái lá nho nè, lá nho nè, mình lá nho mình sẽ cuốn lá lốt bò, mình cuốn bằng lá nho, lá lốt thịt bò, đây mình cuốn bằng lá nho. Lá nho đi đây lắm các bạn, lá nướng hay thịt bò đây là lá nho, cứ lá nho ngon lắm, lá nho là tốt rồi, ngon lắm. Còn bữa hôm nay mình sẽ ra hái lá nho này, lá nho đó mình lựa cái lá ngon á, nhưng mà ở đây tốt rồi, mới chưa đầy là trời mưa quá, trời mưa là lá tốt lắm. Luôn. Đây là cuốn thịt bò thôi. Bây giờ bà Sáu là cũng tôi tay đầu bếp á, mà cái hồ cá này cũng có cái tay của bà Sáu góp phần làm bữa này á, nghe không? Trang trí rồi đó, thấy được không? Bà Sáu làm những chuyện này đó các bạn. Coi đủ chưa? Và đưa ra coi cái rổ thử đủ chưa? Bao nhiêu đó đủ rồi chứ nữa. Bây giờ đây. Ồ, nhiêu đó dư sức rồi. Nhiêu đó ăn ký thịt bò dư sức rồi. Rồi. Đây con rồi đó. Nó cái vườn nho có hàng vạn lá đó. Ai cần lá nho để làm bất cứ chuyện gì thì cho mình biết nha. Sẵn sàng cung cấp ơi. Đây là làm cả hàng tấn thịt bò cũng đủ lá nho để làm đấy. Chào các bạn, hôm nay mình làm bò lá lốt, nhưng mà mình không có nướng lá lốt, mình nướng bằng lá nho. Thì mình cần có 2 pa thịt bò, 1 pound thịt heo cũng hơi có mỡ chút xíu á. Đó. Thì một muỗng cà phê, một muỗng bột gà, một muỗng canh đường, một muỗng ngũ vị hương, một muỗng canh tiêu, một muỗng cà phê tiêu, một muỗng canh dầu hào, một muỗng cà phê mật ong để cho cái thịt nó khỏi khô á, rồi 2 muỗng canh hành với là tỏi băm, 2 muỗng canh sả băm. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình xe thịt, anh đừng dùng cái đồ kẹp đi, anh đừng kẹp kẹp thịt hả, anh đừng dùng cái đồ kẹp thịt bái vô, đưa 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 bái vô chứ khỏi cần kẹp. Ông xã phụ à. Nếu là thường thường người ta nói là bò cũng lá lốt á, thì bò là chính, nhưng mà nếu mà bò không thì nó khô, nó không ngon. Thường thường có chút mỡ. Chút thịt heo mà có ít mỡ thôi, cho nó có chút mỡ thì nó ngon hơn.
thường á cũng có mỡ nhiều á, nói ăn cũng nhưng mà đó mình để mỡ cái thứ thịt nó ít mỡ đó, chứ không phải là thịt nhiều mỡ, tại vì thịt bò nó khô á. Rồi lấy miếng giấy để chùi tay. Múc thùm ra cho ra đi. Rồi. Hả? Cho ra rồi xay lần nữa rồi lại trộn lại luôn. Tổng hợp. Mình cho cái trộn một nửa, thứ kia đây coi như nửa, mình cho cái đồ gia vị luôn nữa. Mình trộn rồi chắc cần phải cho vô hai cái, chút nữa hai cái vô cho tổng hết. Bây giờ mình muốn cho thì mình cho vô đi. Thì mỗi thứ nữa đi. Mỗi cho vô mỗi thứ nữa. Thêm dầu, cho thêm dầu vô cho nó khỏi khô thịt. Cho thì cho bây giờ đi chứ. Rồi cho bây giờ. Không, cho vô đây nè, chút chút lát nữa. Chia ra đi. Rồi, chia ra đó, chớ ra nữa. Xây rồi.
thơm quá. Rất ngon. Rồi, bây giờ mình gói đi, đều rồi đó. Mình gói đi. Dài thì muốn là ngắn. Dài thì muốn làm dài, ngắn ngắn rồi chút xíu. Vậy đâu tùy theo mà mình gói cho nó ấy thôi. Làm sao cho đều vậy, cái dài cái ngắn vậy mà. Đấy, thì mình cứ gói vậy. Tại gói lá lốt mà giờ mình ở nhà có lá nho nữa, gói thịt lá nho mà nướng lá nho nó vậy nè, nó thấy không? Đây trên lá nho là bà các bạn biết không, mình thường ở nhà thường cũng mùa này là thường cuốn lá nho nè, có nho non á mình cuốn, thay vì cuốn lá lốt mà mình không cuốn, mình cuốn có lá nho thì cuốn lá nho ăn nó chua chua ngon lắm các bạn, ăn đây cũng có cái vị thuốc đây nè. Lá nho mà cũng xuất khẩu người ta làm chua đó, ta cũng có xuất khẩu qua đó. Năm nay với thằng năm là mình làm á, làm lá nho làm chua. Mà người dân châu Âu người ta ăn cái kiểu đó, thấy xuất khẩu người ta làm, xuất khẩu người ta qua đưa vào đây. Mình là nho lá to quá trời mà không làm cũng. Cái lá nho ăn tốt mà nó, mình nướng nó ăn chua chua ngon lắm. Ở nhà thì mỗi năm nho nó ra đó thì mình có cái lá non đó mình hái, mình hái vô cái mình lấy à, mình cuốn làm bò cuốn lá nho. Thành ở nhà đây thường ăn lá nho chứ ít lá lốt lắm. Ở trước mới qua thường cũng thường nướng lá lốt, cho giờ sau này mình nướng lá nho, mình nướng lá nho mà ăn nó chua chua, có vị chua chua ngon lắm. Nó cứ vậy mà mình cuốn cho nó nằm vô vậy. Đó.
cứ làm vậy là các bạn đấy, cứ vậy cuốn vậy. Mình cứ lá nhỏ nướng nó cũng thơm lắm. Thơm mà ăn nó có cái vị chua chua. Mấy năm đầu mùa này lá nhỏ non nó xà quen đó. Lá nhỏ non xà ăn ngon lắm. Có người ta chưa ăn biết không? Anh biết thì ở nhà mình thường ăn á, mình biết rồi. Bây giờ mình cuốn bà lá nho nè. Xong rồi. Giờ mình cho vô mình nước. Đây. Mình cho dặn lửa 375. Bếp. Thì mình canh chừng mình sẽ trở cho nó hai mặt cho nó đều. Nó vàng. Thì cho 15-17 phút nữa là có bò nướng lá nho ngon. Rồi, đói bụng quá này á. Chờ 15 phút nữa lâu quá. Rồi. Mình lại coi nãy giờ là đủ giờ rồi, coi chúng ta coi thử được chưa. Được rồi. Bây giờ mình đem ra. Mình ra đây. Đây. Ok, rồi, xong. Xong được rồi ha. Xong. Còn một rồi. Rồi, rồi, xong rồi. Dễ kìa. Rồi. Ok. Các bạn giờ mình làm xong cái món bò cuốn lá nho. Rồi đây. Thường thường á thì bên mình á thì cuốn lá lốt, nhưng mà hôm nay mình cuốn lá nho. Thường thường nhà mình á thì có lá nho, năm nào cũng cuốn lá nho chứ ít ăn lá lốt lắm. Thì hôm nay mình sẽ làm cái món bò cuốn lá nho đây. Các bạn thấy cũng được quá chứ. Mời các bạn nha. Thì ăn á thì bò cuốn bánh tráng nè, dưa rau đầy đủ, dưa chua nữa. Thì ở bên mình á thì có cái chuối á, chuối chát nè, với có khế á. Ở đây á, thì nó đúng ra thì cũng thỉnh thoảng cũng thấy có khế thôi, mà lâu lâu mới hiếm có nữa. Nhưng mà ở nhà mình á thì có cái lá chua nè, nó thay thế cái khế. Các bạn ăn lá chua cuốn vô ăn thì nó chua chua cũng như khế, các bạn ngon lắm. Thành mình không có khế, thành hôm nay mình sẽ có cái lá chua với rau thì đầy đủ, xà lách, cá đủ thứ, ngò, tí tô đầy đủ hết. Nhưng mà mình không có bắp cái trái ba chuối sách với lại cái khế. Thành ăn vậy thì các bạn thấy cuốn vô ngon lắm. Hôm nay là vậy là mình làm cái món bà cuốn lá nho rồi. Đó. Rồi cuốn bánh tráng với rau rồi, với đồ chua. Vậy thì hôm nay mình làm xong rồi cũng không có gì, mình cũng cảm ơn các bạn và chúc các bạn một ngày vui vẻ ha. Bye bye, hẹn kỳ sau. Thì coi như bà Sáu đã làm vừa làm xong cái món bò cuốn lá nho. Đó thì các bạn thấy cũng hấp dẫn ha. Rồi tôi sẵn sàng tôi chuyển tải cái món ăn này cho tới các bạn. Ai mà cần lá nho nữa, tại sao hai cái dàn nho lần to lắm, lần lá nho quá chừng đi. Thì mới nghĩ cái cách là tại sao mình phải mua lá lốt làm gì. Mua lá nho mình có sẵn cái nhà lá vườn, mình lấy lá nho mình cuốn làm bò cuốn lá nho nướng. Rất ngon. Nhắc lại là tôi sẵn sàng tôi chuyển cái món ăn này tới cho các bạn ha. Và
À không, cái lá nho thì tôi chuyển lá nho tôi cho luôn. À, cảm ơn các bạn, thành thật cảm ơn các bạn. Hẹn video lần tới. Rồi, bye.